Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Biên Gia Lai. Kênh Nhà Đất Biên Gia Lai hôm nay để tiếp tục giới thiệu cho anh em một miếng đất nằm ngay trên con đường quốc lộ 14, có cái địa chỉ là xã Gia Ba, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Cái miếng đất này nó có tổng diện tích là 1.116m², mặt tiền đường là 10m, chiều sâu và 116m. Đây là một mảnh đất khá đẹp, vuông vức và có địa thế cao hơn mặt đường. Và miếng đất của chúng ta là có cái hướng đông nam rất là đẹp anh em nhé. Và cái miếng đất này giá chủ nhà đưa ra là 140 triệu một mét, có bao sang tên và thương lượng cho anh em nhé. Và bây giờ xin mời anh em hãy hướng về màn hình phía trước. Miếng đất của chúng ta nó có cái vị trí là từ cái trụ bê tông bên này mà đi sang tới căn nhà bên đây là 10m và đi sâu vào là 116m. Đây là một mảnh đất cũng khá đẹp, có địa thế cao hơn mặt đường quốc lộ 14. Và cái miếng đất này là có cái hướng đông nam anh em nhé, rất là đẹp luôn. Và cái giá chủ nhà đưa ra là cũng rất là rẻ, nó cũng chỉ rơi vào độ khoảng là 140 triệu một mét. Đấy. Và có bao sang tên và thương lượng nhẹ cho anh em. Trước đây cái khu vực này là 170 triệu một mét, nhưng mà bây giờ đất cát thì cũng đã trứng, cho nên người dân người ta bán hạ giá là chỉ còn có 140 triệu một mét. Có cái chiều dài là 160m và mặt tiền đường là 10m. Và miếng đất của chúng ta là có địa thế cao hơn mặt đường và có cái hướng đông nam. Và từ cái vị trí này chúng ta đi về xã Gia Ba anh em nhé. Xã Gia Ba cũng chỉ rơi vào độ khoảng 2 cây số, và khu vực đây cũng lên trường cấp 1-2 cũng chỉ rơi vào độ khoảng 2 cây số nhé. Và chúng ta lên trung tâm thị trấn huyện Chư Sê cũng chỉ rơi vào độ khoảng là 6 cây số. Và chúng ta về thành phố Bờ Đi Cu rơi khoảng trên 40 cây số nhé. Và cũng trên con đường này chúng ta đi về ngoài Bắc, và hướng ngược lại chúng ta đi về Đắk Lắk và chúng ta qua thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cung đường cũng khá thuận tiện cho cái việc chúng ta đi lại trên con đường này. Và ở khu vực đây thì dân cư cũng khá đông đúc nhé. Và chúng ta có thể đến đây chúng ta xây dựng, có thể chúng ta ở hoặc chúng ta kinh doanh trên cái mảnh đất này, và chúng ta cũng có thể đầu tư trên cái mảnh đất này cũng rất là có tương lai cho chúng ta về sau này. Và bây giờ xin mời anh em hãy hướng về màn hình vệ tinh để theo dõi con đường và khu vực dân cư ở đây nhé. Và xin mời anh em hãy hướng về màn hình vệ tinh để theo dõi con đường và khu vực dân cư ở đây nhé. Đây là cái vị trí miếng đất mà mình giới thiệu cho anh em, nó có hình người này. Đấy. Và khu vực này như anh em nhìn thấy thì dân cư đa số là ở bên hai bên mặt đường quốc lộ 14 anh em nhé. Và mình sẽ ngược về phía trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê. Đây ở vị trí này chúng ta là có trường dạy nghề này. Rồi là trường nội trú ở khu vực này, và trường cấp 1, cấp 2 và xã, ủy ban xã ở khu vực này. Và trên đây là một cái nhà thờ giáo họ Phêrô. Và tiếp tục mình sẽ kéo về hướng của thị trấn huyện Chư Sê. Tới đây là ủy ban nhân dân xã Gia Ba nhé. Như anh em nhìn thấy trên màn hình vệ tinh thì khu vực đây dân cư ở khá đông đúc ở bên hai mặt đường, và phía đây còn 3-4 lô phía sau nữa. Và từ vị trí miếng đất của chúng ta mà lên bến xe nhé, bến xe của thị trấn huyện, bến xe huyện Chư Sê cũng chỉ rơi vào khoảng 3 cây số nhá, là chúng ta đã đến bến xe huyện Chư Sê. Đây chúng ta nên đến đây. Chúng ta nên đến đây đã là khu vực của ngã ba anh em nhé. Đây là 7 cây số, đo trên đấy anh em này, đo trên màn hình vệ tinh là 7 cây số. Và ở đây có hai đường quốc lộ nha, quốc lộ 14 và quốc lộ 25. Quốc lộ 14 thì chúng ta đi thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta ra ngoài Bắc, còn quốc lộ 25 thì bên này là quốc lộ 25 này,
là chúng ta đi Nha Trang, đi Phú Yên. Và ở khu vực trung tâm của huyện Chư Sê thì có rất nhiều tiện ích hạng mục kinh doanh, chẳng hạn như đây là chợ siêu thị Copmark này, bên đây này. Và bên này là chợ lớn nha, chợ lớn của huyện Chư Sê. Và bên đây là điện máy xanh. Và bên đây là công viên này. Và tất cả cơ quan ban ngành, trường học, ủy ban, ngân hàng đều nằm ở khu vực này. Vậy là hôm nay mình vừa giới thiệu cho anh em một miếng đất thuộc về xã Gia Ba, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ theo mình số 0946980644. Cuối cùng hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều những video mới nhất mình đăng trên.